Bạch Ngọc Đường, lẽ nào huynh nghi ngờ khả năng của Triển Mỗ? Khả năng của huynh cũng không ra sao. Được rồi, Triển Chiêu, ngũ đệ của ta nói hơi quá lời, nhưng cũng có lý. Nếu thái tử bị người ta hãm hại, thì chuyến này ngươi đi chắc chắn là nguy hiểm. Chúng ta còn là con dân của Đại Tống, cũng phải lo cho an nguy của thái tử. Lưu Mỗ có một cách này. Cách gì? Chỉ cần ngươi rời khỏi Hãm Không Đảo được, thì chúng tôi sẽ đưa thái tử tới bến đò gặp ngươi. Chuyện này có khó gì? Mẫn cô nương, xin chờ ta. Mời. Triển đại nhân. Xuyên Sơn Thử, Triển Chiêu, ngươi từng cứu mẹ ta, chúng ta không cần liều mạng. Tiếp chiêu. Đã nhường. Triển Chiêu, nhớ coi chừng đấy. Mèo ơi là mèo, người cũng có ngày này. Này, này, Kiệt Địa Thử, người dám chơi ta? Dụng binh phải có mưu kế. Triển Chiêu, muốn đòi lại đứa nhỏ thì qua đây. Triển Chiêu, có bản lĩnh thì qua đánh với ta. Được lắm. Triển Chiêu, đi từ từ thôi, coi chừng lạc đường. Triển Chiêu đúng là Triển Chiêu, chọn một trong ba con đường, vậy mà không thấy do dự chút nào. Đơn giản, Triển Mỗ chẳng qua là nhờ mấy con kiến giúp đỡ. Kiến, đúng vậy. Đường ra bến đò chắc chắn là đường vận chuyển lương thực. Trên đường đương nhiên sẽ có lương thực rớt xuống, thì không thể thiếu bầy kiến được. Chuyện này nói trắng ra là quá đơn giản. Đơn giản, nhưng còn thứ phức tạp đang ở đây. Lưu Phương, chúng ta còn cần đánh nữa không?
Mẫn cô nương và thái tử đâu? Chỉ cần qua được cửa của ta thì tự nhiên sẽ gặp được họ. Được, các người nói phải giữ lời. Xuất chiêu đi. Đại ca, bọn họ đánh giỏi thật, từ sáng sớm tới tối vẫn còn đánh. Lão gia, không hay rồi, trồng tràng đã cháy rồi. Cái gì? Mau trở về dập lửa, mau lên. Mẫn cô nương và thái tử đâu? Ở trong tràng. Cháy rồi, mau dập lửa đi, nhanh lên. Nhanh lên, mau dập lửa. Phu quân, đừng rời khỏi chỗ này, chúng ta sẽ bảo vệ cô. Cháy rồi, có sao không? Các huynh đệ mau dập lửa đi. Phu quân, người đâu, mau tới đây. Nhanh lên, nhanh lên đi. Phu quân, người đâu, mau tới đây. Phu quân, đại ca, lão gia. Đại ca, đại ca, dừng tay. Hiển chiêu, hiển chiêu, người là do người đem tới, lửa cũng là do người mà ra. Các người hiểu lầm rồi, bọn người này không phải do ta đem tới, lửa là do bọn họ đốt. Là ông? Đúng vậy. Mau đưa đại ca vào trong. Tất cả là mưu của Triển hộ vệ. Thì ra là ngươi. Đô Thiến, Triển hộ vệ, ngươi không cần sợ. Bây giờ quanh đây đã được người của chúng ta kiểm soát rồi. Ngươi có thừa nhận thì bọn chúng cũng không làm gì được ngươi đâu. Triển mổ làm việc luôn quang binh lỗi lạc, không phải chuyện ta làm, tại sao ta phải nhận? Triển hộ vệ, ngươi sao vậy? Vị trí của hãm không đảo là ngươi báo cho ta biết, dùng lửa là do ngươi kêu ta làm. Rõ ràng ngươi nói làm như vậy là có thể đoạt được đứa nhỏ kia mà. Triển đại nhân, đây là mưu kế của huynh. Thì ra huynh là đồng bọn của ông ta. Mẫn cô nương, cô nói đúng đấy. Ta và hắn cùng là quan, đương nhiên phải hợp tác với nhau. Mẫn cô nương, hắn ta nói bậy, đang ly gián chúng ta. Không, huynh nói dối. Suốt dọc đường huynh vẫn luôn gạt ta. Ta bị trúng kế của huynh rồi. Mẫn cô nương, Triển hồi vệ, còn không mau bắt lấy cô ta, về cung phụng chỉ. Triển chiêu, quả nhiên người bán đứng Mẫn cô nương. Bây giờ ngươi còn dám chơi đùa với chúng ta sao? Triển chiêu, ta sẽ lấy mạng ngươi. Hãy nghe ta giải thích. Nhị ca, dùng quả lân đạn. Đúng đó, mau nổ bọn chúng đi. Đi. Hay lắm, nhị ca, nổ rất hay. Đứng lại. Triển hộ vệ, ngươi đang làm gì đấy? Tại sao lại vu cáo ta? Vu cáo? Sao hả? Đừng nói là chúng ta không chung đường nhé. Ai chung đường với ông? Vậy thì ngươi chung đường với ai? Biết điều một chút đi. Triển hộ vệ, đừng tiếp tục đối đầu với ta.
Có chừng ngươi phạm tội kháng chỉ thì e rằng Bao đại nhân cũng không bảo vệ được ngươi. Ông đúng là đồ tiểu nhân bỉ ổi. Ngươi dám chửi ta? Bắt lấy hắn. Dạ. Bạch Ngọc Đường, đứng lại. Sao hả? Không phục thì cùng lên đi. Lão Ngũ, đệ điên rồi sao? Một cô gái có đáng để đệ làm vậy không? Đệ không vì ai khác, chỉ vì một chữ nghĩa. Chúng ta là ngũ thử hành hiệp trượng nghĩa trên giang hồ, chứ không phải thứ hèn nhát thấy lợi quên nghĩa. Được, đệ có nghĩa. Vậy đại ca nằm đó thì trách ai? Được, là lỗi của đệ. Vậy chúng ta kết nghĩa làm gì? Muốn đi, chờ cho đệ một trận rồi hãy tính. Phu quân, chàng tỉnh lại đi, phu quân. Còn đánh nữa sao? Đánh cái gì chứ? Người còn chưa tỉnh được, đừng đánh nữa. Dừng tay lại đi. Cô có thể đi khuyên mấy người đó đừng đánh nữa được không? Ta không phải cô thì ai? Hãm không đảo này tự bóc trái sao? Phu quân của ta tự bị thương sao? Huynh đệ bọn họ nếu không tại cô thì có đánh nhau không? Xin lỗi, ta đã đem tới nhiều phiền toái cho mọi người. Còn đâu chỉ đem phiền toái mà là tai họa, là ôn dịch. Phu quân, phu quân, phu quân, chàng tỉnh lại đi. Chàng không thể đi. Phu quân, chàng không thể đi. Nếu chàng có chuyện gì thì làm sao đây? Đừng đánh nữa, mấy người đừng đánh nữa. Ta đi đây, ta đi. Vậy thì được rồi. Mẫn cô nương, Mẫn cô nương, lão già tỉnh rồi, lão già tỉnh rồi, nhanh lên. Cuối cùng chàng cũng tỉnh lại, làm thiếp sợ muốn chết. Lão gia, đại ca thấy sao rồi? Đại ca, được lắm. Ta vẫn chưa đi được, các người đã bắt đầu đánh nhau rồi. Được rồi, không sao là tốt. Mẫn cô nương đâu? Ai đó? Ta muốn qua bờ bên kia, xin giúp ta tìm một con thuyền. Xin lỗi, không có lệnh của đảo chủ, không ai được rời khỏi đảo. Ta là khách quý của mấy người, không lẽ ta ra khỏi đây còn phải chờ lệnh của đảo chủ mấy người sao? Xin lỗi, khách cũng vậy. Đây là quy định của hãm không đảo, mời cô về cho. Mẫn cô nương, sao huynh còn chưa đi? Cô biết nếu không có cô với thái tử thì ta sẽ không đi mà. Huynh cần ta với thái tử làm gì? Đem về nộp cho hoàng thượng để lập công sao? Mẫn cô nương, sao cô có thể tin lời đồ thiện? Chẳng lẽ cô không thấy hắn đang ly gián chúng ta sao? Huynh đi đi, ta sẽ không trúng kế của các người đâu. Mẫn cô nương, cô có thể không tin Triển Mổ, nhưng lẽ nào cả Bao đại nhân mà cũng không tin? Bao đại nhân, ta làm sao biết được mấy người với Bao đại nhân có thông đồng hay không? Hoặc cũng có thể Bao đại nhân đã bị mấy người lừa gạt thì sao? Mẫn cô nương, xin cô hãy tin ta. Nếu như Triển Mổ có làm trái lương tâm thì trời đất không dung. Im đi, huynh không cần phải thề. Ta căm hận những kẻ làm quan như mấy người. Ta không muốn nhìn thấy mặt giả dối của huynh. Đi đi. Mẫn cô nương, lẽ nào cô không muốn minh quan cho thái tử, không muốn đòi lại sự trong sạch cho Lang Phi? Tại sao ta không muốn chứ? Nhưng ta sợ rồi. Sau những ngày tháng này, ta không còn tin tưởng bất cứ ai nữa. Ta chỉ hy vọng giữ cho thái tử được bình an. Còn chuyện có thể minh quan hay không, có ngày về triều hay không, thì phải chờ xem vận mệnh thôi. Mẫn cô nương, huynh đi đi.
Mẫn cô nương, nếu còn không đi, chúng ta sẽ không đi được nữa. Kẻ không đi được là huynh, liên quan gì ta? Cô đúng là vô lý. Chúng ta đi mau thôi. Huynh. Mẫn cô nương, tối hôm qua ta quá nóng giận cho nên mới nặng lời như vậy. Không ngờ cô ta đã bỏ đi rồi. Đệ cũng không đúng. Sao đệ lại nói thẳng như vậy? Người ta cũng đi rồi, vậy bây giờ phải làm sao? Để đi tìm. Chúng ta cùng đi. Đi thôi. Mẫn cô nương với thái tử trượt chân té xuống sông rồi. Tứ ca, sao rồi? Dưới đó không có cái gì hết. Huynh tìm kỹ chưa? Phiên văn thử ta nói không có là không có, nhưng không có mới tốt. Nếu tìm thấy thì cũng chỉ là hai cái xác thôi. Vậy mà ngươi chưa hiểu hả? Không tìm thấy, người dưới sông có thể là bị nước cuốn đi, tức là hai người họ còn cơ hội sống sót. Nếu tìm thấy sau một thời gian dài như vậy thì chắc chắn là chết đuối rồi còn gì. Người đi đâu? Ta tới phía trước coi thử. Ta cũng đi. Từ từ. Triển Chiêu, chuyện ngươi chăm lửa đốt hãm không đảo của ta còn chưa tính toán với ngươi. Nhị ca, huynh yên tâm, chờ tìm thấy Mẫn cô nương, đệ sẽ tính sổ với hắn. Huynh tưởng ta sẽ đánh lén sao? Vậy cũng khó nói. Ta luôn biết đề phòng bản thân. Bạch Ngọc Đường, tức giận à? Ngươi dám nói mình không phải là tiểu nhân sao? Đồ thiện không phải do ta dẫn tới. Ta không có quan hệ với hắn. Không có. Không có quan hệ thì tại sao A Mẫn với thái tử lại té xuống sông? Ta... Huynh nghi ngờ ta đẩy Mẫn cô nương xuống sông à? Đó không phải mục đích của ngươi sao? Nếu là vậy, ta cần gì đi tìm? Đó là ngươi muốn xác định bọn họ đã chết hay chưa, để báo cho đồ thiện biết. Huynh, ngươi không cần như vậy. Nếu Mẫn cô nương không chết, ta sẽ hỏi rõ ràng mọi chuyện lúc đó. Nếu đúng là ngươi đẩy cô ấy xuống thì ngươi chết chắc. Tiểu Bảo. Tiểu Bảo. Người là ai? A Di Đà Phật, Bần Ni Tâm Từ. Người đã cứu ta sao? Đúng vậy. Đa tạ. Con của ta đâu? Con của ta. Đứa nhỏ rất khỏe, thí chủ không cần quá lo. Người mau cho ta gặp nó, ta muốn gặp nó. Mời theo ta. Tiểu Bảo, sao người lại đặt nó lên bàn? Đứa nhỏ này tội nghiệp nặng nề. Bần Ni đang niệm kinh cầu phúc cho nó, mong nó có thể giảm bớt tai nạn. Đa tạ sư phụ cứu mạng, cáo từ. Ta đã cứu sống cô, vậy mà cô nói đi là đi sao? Ta đã nói cảm tạ người rồi. Một lời cảm tạ đổi hai mạng người, có phải là quá rẻ hay không? Vậy người muốn ta làm gì? Chùa của ta còn thiếu người làm. Ta cứu cô thì coi như chúng ta có duyên. Cô ở lại đây làm việc cho ta. Được rồi, người nói đi. Cô đi chẻ củi trước đi. Nếu như cô dám bỏ chạy thì cứ như thanh kiếm này nhé. Sư phụ là người xuất gia hay là người giang hồ? Trên giang hồ có rất nhiều người xuất gia. Ta không phải người giang hồ, ta là người xuất gia.
Chẻ củi xong thì đi lấy nước. Phải lấy đầy hết tất cả các lu trong nhà bếp. Mẫn cô nương, xin lỗi. Huynh theo ta làm gì? Vì ta không yên tâm, cho nên ta thấy phải canh chừng ngươi mới được. Phản ứng gì chứ? Nếu Mẫn cô nương và thái tử rơi vào tay ngươi mới là chuyện không may. Bạch Ngọc Đường, huynh đừng tiếp tục gây chuyện. Ta đã nói với huynh rồi, đây là chuyện của quan phủ, huynh không cần xen vào. Ngươi đã thừa nhận rồi, chuyện của quan phủ cũng chính là chuyện của Đồ Thiện. Ngươi còn nói hai kẻ các ngươi không chung đường. Cuối cùng thì huynh muốn minh quan cho Mẫn cô nương với thái tử, hay là muốn để mặc bọn họ hàm quan mà chết? Đương nhiên ta muốn minh quan cho họ. Vậy thì chuyện này cứ giao cho phủ khai phong đi. Phủ khai phong? Quan thượng đã ra lệnh truy sát, phủ khai phong làm được gì nữa? Huynh đi thôi. Sư phụ, củi đã chẻ xong, nước cũng đã lấy xong. Đi xay gạo đi. Xay gạo. Đi đi. Phải xài trong bao lâu đây? Cô làm càng lâu, cô với đứa nhỏ càng sống được lâu. Tần Triệu Đức Phương kiến giá. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng thúc bình thân. Ngươi bị điên à? A Mẫn và thái tử rớt xuống sông, ngươi chạy lên núi làm gì? Biết đâu có người cứu họ lên núi. Ngươi tưởng tượng nhiều thật đi. Đại gia tha mạng, đại gia tha mạng. Người là ai? Ta chỉ là tiều phu trên núi. Người trốn trong này làm gì? Các người không phải là người của U Minh Thiên Tử? U Minh Thiên Tử? Người nói hồi nãy là U Minh Thiên Tử à? Đúng đó, U Minh Thiên Tử rất lợi hại. Chỉ cần bị ông ta phát hiện là bảo đảm mất mạng. Nghe nói gần đây có một truyền thuyết. Truyền thuyết gì? Người ta nói U Minh Thiên Tử đúng là chân mệnh thiên tử. Chúng ta sắp đổi triều đại khác rồi. To gan. Cái này không phải ta nói, ta chỉ nghe người ta nói thôi. Đại gia tha mạng đi. Người làm khó hắn cũng vô dụng. Chúng ta bắt một tên về hỏi thì biết thôi. Nói, các ngươi là ai? U Minh Thiên Tử là chuyện gì? Lưỡi của hắn đã bị cắt rồi. Hắn tự sát. Hắn có vẻ rất sợ hãi. U Minh Thiên Tử này không đơn giản. Sao không thấy nữa? Sao lại như vậy? U Minh Thiên Tử. Đừng nói là chúng ta gặp ma nhé. Kỳ lạ. Không lẽ lại gặp ma thật? Bạch Ngọc Đường, đây là chuyện của quan phủ, cô đừng xen vào. Này, ngươi cứ một câu quan phủ, hai câu quan phủ. Bộ quan phủ là nhà của ngươi hay sao? Đi đâu vậy?
Ngươi không định đi tìm A Mẫn với thái tử nữa à? Chuyện này không bình thường, ta phải thông báo cho quan địa phương. Ta không có hứng thú với quan phủ, ta không theo ngươi nữa. Cô lại lười biếng à? Mau đứng dậy. Sư phụ, ta không lười biếng, nhưng ta không làm nổi nữa. Người cho ta nghỉ ngơi một chút đi. Không được, còn rất nhiều chuyện cần cô phải làm. Cô chậm chạp như vậy thì làm tới bao giờ? Mau đứng dậy đi. Sư phụ, nếu như người có lòng từ bi cứu mạng ta thì cần gì phải hành hạ ta như vậy? Không lẽ người thật sự cần dùng nhiều củi như vậy, ăn hết nhiều gạo như vậy sao? Cô không cần nghĩ chuyện đó. Ta kêu cô làm thì cô cứ làm. Cô tưởng rằng ân cứu mạng dễ đền đáp vậy sao? Mau xay gạo. Làm xong thì tới Phật đường tìm ta. Có nghe không? Ta nói cô có nghe không vậy? Đã nghe rồi. Nói lại lần nữa đi. Xay gạo xong thì tới Phật đường tìm người. Tiểu Bảo ngoan, Tiểu Bảo đừng khóc nữa. Ta xin con đừng khóc. Bây giờ ta không còn sức lực để dỗ con nữa rồi. Lỡ như ta không thể kiên trì được thì con phải làm sao? Phải làm sao bây giờ? Được rồi, sai thì sai. Ai kêu ta nợ người một mạng? Đừng khóc, Tiểu Bảo ngoan, đừng khóc. Sư phụ, gạo đã xay xong rồi. Đặt đứa nhỏ lên bàn đi. Qua đây, cùng ta lạy Phật. Quỳ xuống. Niệm theo ta. Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Sao cô không niệm? Cô bị câm rồi à? Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi
Đứng lại. Cô đi đâu? Ta không chịu được nữa, ta muốn đi ngủ. Không được đi. Người đã cứu mạng chúng tôi. Tôi đã làm nhiều chuyện như vậy cho người rồi. Còn lại Phật hay không là chuyện của tôi. Tôi không muốn lại. Ta kêu cô làm thì cô phải làm. Được. Ta hỏi người, người đang thờ Phật nào vậy? Đại từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Đại từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Người có từ bi hay không? Từ lúc ta gặp người tới giờ, người chỉ biết hành hạ ta, người không từ bi chút nào. Vậy mà pháp danh của người còn là tâm từ. Ta thấy người chính là ma quỷ, là một la sát thì có. Cô định làm gì? Ta phải đi. Không được, ta cho phép. Cô không thể đi. Ta không bán thân cho người. Tại sao không được đi? Ta không cho phép cô đem đứa nhỏ này ra ngoài để chết. Chỉ cần cô rời khỏi cánh cổng này, cả cô với nó đều gặp quả sát thân. Làm sao người biết? Ta không chỉ biết những chuyện này. Người còn biết điều gì nữa? Quá khứ và tương lai. Người biết đứa nhỏ này là ai hay không? Dưới một người, trên vạn vạn người. Làm sao người biết? Người xuất gia lòng sáng như gương, biết những chuyện này cũng không có gì lạ. Làm sao người có thể lòng sáng như gương? Rõ ràng là tâm địa rắn rết, chỉ biết hành hạ người khác. Một chút cực khổ này có là gì? Tương lai cô còn phải chịu cực khổ gấp trăm ngàn lần. Nếu cô không chịu được bây giờ thì sau này làm sao mà vượt qua? Thì ra là người cố ý làm như vậy. Nghiệp chướng của cô nặng nề. Ở lại Phật môn có thể giảm bớt một phần. Tương lai sẽ bớt vướng bận với hồng trần tục thế một phần. Nghiệp chướng. Nghiệp chướng chính là tội nghiệp mắc phải từ kiếp trước. Ai cũng phải trả nợ. Cho nên người giữ ta ở lại là để tiếp tục hành hạ ta. Tại sao cô lại nghĩ đó là hành hạ? Sao không nghĩ coi như là rèn luyện? Cô tự coi lại mình đi. Cô yếu đuối như vậy thì làm sao có thể bảo vệ được đứa nhỏ? Đừng tưởng người nói như lời ma quỷ này thì ta sẽ tin. Ai mà biết trong lòng người đang có âm mưu gì chứ? Cô thực sự đã phụ lòng ta rồi. Phụ lòng? Người đừng tưởng ta không biết gì hết. Người xuất gia có chùa để tu hành. Còn một mình người chạy tới đây, ai mà biết mục đích là gì? Hơn nữa trong thời gian này, ta đã chứng kiến lòng người hiểm ác quá nhiều. Ta sẽ không còn tin ai nữa. Coi như ta nhận tấm lòng này, xin cáo từ. Ta ở đây cũng là để trốn nghiệp chướng của ta. Người cũng có nghiệp chướng sao? Là con người thì đều có nghiệp chướng. Ta sao có thể ngoại lệ? Vậy được rồi, người có thể tự hành hạ bản thân để từ bỏ nghiệp chướng. Dù sao thì người cũng có cách mà. Ta đã dùng hết tất cả mọi cách rồi. Đó là cái gì? Là giới. Mỗi một vết sẹo đều đau thấu tâm can, nhưng cũng không đủ để trừ bỏ nghiệp chướng của ta. Thực ra nghiệp chướng của người là gì? Kiếp trước ta từng giết một người, kiếp này ta phải trả lại mạng cho hắn. Có thể ta nên ở lại đây, nhưng ta có lý do để ra đi. Cô đi rồi, có thể ta sẽ trốn thoát kiếp này. A-di-đà-phật, thiện tai, thiện tai. Tu đạo khó, tu đạo khó. Một khi vô thường tới, mới biết là ai trong mộng. Vạn vật không thể mang, chỉ còn nghiệp theo cùng.
A-di-đà Phật. Để coi lần này ai cứu được mạng cô. Cứu mạng. Sư phụ, cô đi mau. Chỗ này để cho ta. Muốn chết sao? Thanh kiếm này hình như đã từng thấy ở đâu rồi. Đúng vậy, ngươi đã từng thấy. Vì kiếp trước ngươi đã chết dưới thanh kiếm này. Còn ta, chính ta đã giết ngươi. Ngươi nói nhảm cái gì thế? Kiếp trước nào hả? Ngươi không hiểu, để ta cho ngươi biết. Kiếp trước ngươi chết dưới thanh kiếm này. Ta vẫn luôn giữ nó. Nghiệp của kiếp trước, cái tới thì cứ để nó tới. Thì ra là một ni cô điên, giết người cũng không đáng tiếc. Sư phụ, cô nương đi mau. Nhưng mà người, đi mau. Cô mặc kệ ta. Hắn chính là nghiệp chướng của ta từ kiếp trước. Ta nợ hắn một mạng. Sư phụ, đi mau đi. Sư phụ. Cứu ta với. Sư phụ, đi mau. Sư phụ, đi mau. Bẩn cô nương, cô muốn tự nhảy xuống hay là để bổn tướng quân ra tay? Đồ thiện, ông giết người tùy tiện như vậy, lẽ nào không sợ có báo ứng? Báo ứng? Nhị cô đã nói cái gì với cô rồi? Cứ nói hết ra đi. Người dễ bị gạt, nhưng ông trời thì không. Ông có biết là mình đang làm trái ý trời hay không? Cô sai rồi. Bổn tướng quân là phụng chỉ làm việc. Cô dám nói hoàng thượng không phải trời? Bổn tướng quân không phải phụng chỉ làm việc sao? Nhảy xuống. Nhảy xuống. Bạch Ngọc Đường, lại là ngươi. Ngươi khỏi nghiến răng. Rõ ràng là bọn họ chưa tới số chết. Mẫn cô nương, chạy đi. Mẫn cô nương. Mẫn cô nương, cô vẫn chưa chết, ta rất mừng. Cô còn hoài nghi Triển Mổ? Ta không hoài nghi, mà là ta không hề tin tưởng. Cô muốn Triển Mổ chứng minh bằng cách nào? Bây giờ quên đi đi. Đó là cách chứng minh tốt nhất. Cô biết chuyện này là không thể. Bao đại nhân còn đang chờ chúng ta. Quên đừng đem bao đại nhân ra hù dọa ta. Người làm quan như mấy người chỉ biết phụng chỉ làm việc, không biết đúng sai. Mẫn cô nương. Sao hả? Ta nói sai sao? Đương nhiên cô sai rồi. Cô có mắng chửi quan lại trong thiên hạ, nhưng không được nói bao đại nhân như vậy. Bao đại nhân từ trước tới giờ chỉ phân đúng sai, không sợ cường quyền. Nếu cô muốn cứu được thái tử thì chỉ có cách tin tưởng bao đại nhân, không còn cách nào khác. Mẫn cô nương, cô là người thông minh. Nếu ta là đồng bọn của bọn đồ thiện, ta có thể đâm chết cô ngay tại đây, đâu cần phải tốn công giải thích. Được, ta thử tin huynh lần này.
Nhưng ta nhất định phải nói trước với Bạch Ngũ Gia rồi mới đi. Bạch Ngọc Đường, cô gặp hắn rồi. Ta còn gặp Đồ Thiện nữa. Là Bạch Ngũ Gia đã cứu ta. Mẫn cô nương, thái tử quan trọng hơn bất cứ ai. Chúng ta không cần chờ, phải đi ngay bây giờ. Đồ Thiện, còn muốn đánh nữa không? Nhưng mà chúng ta không rảnh chơi với ngươi. Nói đúng lắm. Các quân tới hết rồi. Đại ca đâu? Đại ca không tới. Lão Ngũ, sao đệ lại đánh với Đồ Thiện? Cũng vì Mẫn cô nương và thái tử. Thái tử? Tìm được thái tử rồi à? Chúng ta về trước rồi hãy nói. Nhanh đi. Đi thôi. Cho hỏi tại sao người nào cũng phải để tang. Bác Hiền Dương đã chết rồi. Cái gì? Bác Hiền Dương đã chết. Chết rồi. Chào khách quan. Cho ta hai gian phòng tốt. Dạ có. Mời vào trong. Mời vào trong. Quý khách, ngài coi phòng này có hài lòng không? Được. Phòng bên cạnh cũng giống như vậy. Ngài muốn thuê hai phòng có đúng không? Được. Tiền thưởng cho ngươi. Xong rồi ngươi đi đi. Đa tạ khách quan. Đa tạ, đa tạ. Ngài nghỉ ngơi sớm đi. Mẫn cô nương, nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai chúng ta còn phải lên đường. Buổi tối có thể tới được Khai Phong. Đồ Thiện, Triển Chiêu, cuối cùng ngươi cũng đem cô ta tới đây. Triển Chiêu, ngươi... Mẫn cô nương, cô đừng hiểu lầm. Triển hộ vệ, cô ta đã rơi vào tay chúng ta, ngươi còn giải thích làm gì? Cô ngoan ngoãn chịu chết đi. Đồ Thiện, có Triển mổ ở đây, ông đừng hòng làm hại cô ấy. Người muốn giành công với ta. Được. Vậy để coi ai thắng ai. Mẫn cô nương. Triển Chiêu, ngươi cần gì phải làm vậy? Dù hoàng thượng có tăng chức cho ngươi, ngươi cũng phải còn mạng mà hưởng chứ. Ông đừng nói nhảm. Chỉ cần ta không chết, âm mưu của ông sẽ không thành công. Sắp chết tới nơi mà còn dám ngông cuồng.
Được, ta thành toàn cho ngươi. Họ bị thương rồi, mau đưa đi, tặng cho các ngươi này. Nổ hay lắm, chúng ta đi. Đuổi theo. Triển Chiêu, ngươi tránh ra. Đồ thiện, chỉ cần có Triển mổ, ông đừng mong giành được thái tử. Các ngươi đuổi theo thái tử. Các ngươi có giỏi thì qua đây, ta không đập chết các ngươi. Ta không phải là Xuyên Sơn Thử Từ Khánh. Triển Chiêu, món nợ của chúng ta chờ tới trước mặt hoàng thượng rồi tính. Giải về. Khải bẩm Bao đại nhân, Triển hộ vệ về rồi. Triển hộ vệ, mau đi mời đại phu. Dạ. Được rồi. Đại phu, Triển hộ vệ bị thương thế nào? Bị đao chém vào gân cốt, cần nghỉ ngơi một khoảng thời gian thì mới lành lại. Biết rồi. Tiễn đại phu. Mời. Dạ. Mời đại phu. Bao đại nhân, hại ngài phải lo lắng rồi. Đừng nói vậy. Triển hộ vệ, ai đã đả thương cậu? Là Đồ Thiện và thuộc hạ của hắn. Có điều thuộc hạ chưa từng gặp mấy người đó, không giống người của quan phủ. Vậy Mẫn cô nương và thái tử đâu? Mẫn cô nương cũng bị thương, được huynh đệ Bạch Ngọc Đường cứu đi. Bao đại nhân, hình như Đồ Thiện quyết ý ra tay, khiến người ta buộc phải nghi ngờ hắn có mưu đồ khác. Cậu yên tâm dưỡng thương đi. Bây giờ bổn phủ vào cung diện thánh, bẩm tấu mọi chuyện. Bao đại nhân, thuộc hạ đi cùng ngài. Không, cậu bị thương nghiêm trọng, đại phu nói cậu không thể đi lại. Không hề gì đâu, đại nhân vào cung diện thánh, thuộc hạ có thể làm chứng. Nếu nhờ đó làm cho hoàng thượng động lòng, thu hồi mệnh lệnh cứu thái tử về, thuộc hạ cho dù đầu rơi xuống đất cũng xứng đáng. Triển hộ vệ đừng ôm quá nhiều kỳ vọng. Lần này bổn phủ đi, nếu chẳng may, e là sẽ đi vào vết xe đổ của bác Hiền Dương. Phải rồi đại nhân. Tại sao bác Hiền Dương lại chết? Bác Hiền Dương, ngài vào cung khuyên can không thành, đã đâm đầu vào cột mà chết. Vậy thuộc hạ càng nên đi cùng. Đại nhân, chúng ta mau đi thôi, nhân lúc thuộc hạ còn cầm cự nổi. Được, chúng ta đi. Ngô Lương,
Người đã mưu bài kế hãm hại Lan Phi và thống lĩnh cấm quân Cát Thanh ra sao? Còn không mau thành thật khai ra đi. Bẩm Dương gia, nô tài và các thống lĩnh đã có hiềm khích từ lâu, vô tình biết các thống lĩnh từng có quen biết Lan Phi nương nương, liền tìm người giả các thống lĩnh và Lan Phi nương nương lén lút hẹn hò ở Ngự Hoa Viên, rồi bài kế dẫn hoàng thượng đi dạo ở Ngự Hoa Viên, khiến cho hoàng thượng vô tình vạch trần hai người có gian tình. Sau đó xử các thống lĩnh để hả nỗi hận trong lòng nô tài. Nô tài hoàn toàn không ngờ hoàng thượng trong lúc nóng giận cũng ban chết cho Lan Phi nương nương, lại lệnh cho Đồ Thiện tướng quân truy sát thái tử. Dương gia, đây đều là lỗi của một mình nô tài, xin Dương gia khai ân. Ngô Lương, bổn Dương hỏi ngươi, có phải Lương Hỷ đã bị ngươi hại chết không? Đúng vậy, Lương Hỷ đó vì giúp các thống lĩnh bỏ trốn cho nên nô tài mới giết hắn. Lời khai của người có phải là thật không? Câu nào cũng là thật. Lăng tay tờ khai. Dạ. Quý tiên sinh nói như vậy được chứ? Tốt lắm. Lăng tay đi. Mời Dương gia xem qua. Tốt. Tốt lắm. Hoàng thượng giá đáo. Thần Triệu Đức Mưu khấu kiến hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bình thân tạ ơn hoàng thượng. Không biết hoàng thánh giá sao lại đột nhiên tới đây? Trẫm vì chuyện này đứng ngồi không yên, để thận trọng suy xét, trẫm cảm thấy nên đích thân tra hỏi tên nô tài này sẽ thỏa đáng hơn. Khải tấu hoàng thượng, thần đã tra hỏi Ngô Lương, tên nô tài đã khai rõ ràng tất cả. Hắn nói như thế nào? Đây có lời khai Ngô Lương đã lăng tay. Mời hoàng thượng ngự lãm. Ngô Lương, tình nô tài nhà ngươi vì ân oán riêng tư dám hại trẫm, giết lầm Lan Phi, liên lụy bác Hiền Dương đâm đầu vào cột mà chết. Ngươi đáng tội gì hả? Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết. Hoàng thượng tha mạng, ngươi còn muốn trẫm tha mạng? Trẫm hận không thể băm dầm ngươi. Xin hoàng thượng bớt giận, chuyện này cứ giao cho thần xử lý là được rồi. Làm phiền hoàng thúc rồi. Tuân chỉ. Khởi giá. Thần cung tiễn hoàng thượng. Đao phủ có. Lôi Ngô Lương ra ngoài. Chém. Dương gia. Hồ đồ. Trẫm đúng thật là hồ đồ. Không ngờ bị kẻ tiểu nhân mị hoặc hại Lan Phi chết quan, ép Cát Thanh chết, hại chết bác Hiền Dương. Khải tấu hoàng thượng, lỗi lầm đã phạm hối hận cũng vô ích. Nay thái tử trốn chạy bên ngoài, hoàng thượng nên lập tức lệnh cho Đồ Thiện tìm thái tử trở về mới phải. Đúng. Hoàng nhi của trẫm. Hoàng nhi của trẫm. Bẩm tấu hoàng thượng, bao chuẩn bao đại nhân và triển hộ vệ nếu có việc gấp bẩm tấu. Tuyên. Tuân chỉ. Thần bao chuẩn, thần triển chiêu. Kiến giá hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Triển hộ vệ bị thương rồi, hai khanh miễn lễ. Tạ ơn hoàng thượng.
Các khanh vào cung gặp trẫm có việc gấp gì sao? Khải tấu hoàng thượng, chúng thần tới là vì chuyện của Lan Phi nương nương và các thống lĩnh. Chuyện của Lan Phi không cần nói nữa. Hoàng thượng, hoàng thượng, nếu Lan Phi nương nương đã chết oan, vậy thái tử càng vô tội. Không sai, trẫm đang định giáng chỉ triệu hồi đồ thiện tìm lại thái tử. Khải bẩm hoàng thượng, này thái tử lưu lạc bên ngoài, nếu hoàng thượng triệu hồi đồ tướng quân mới đi tìm thái tử, thần e đi về như vậy uổng phí nhiều ngày, chi bằng giáng chỉ cho thần để với thần tìm lại thái tử, không biết thánh ý thế nào. Triển hồi vệ, khanh đang bị thương, con phải tìm lại thái tử, ta e là... Khải bẩm hoàng thượng, an nguy của thái tử quan trọng hơn thần ngàn vạn lần. Chỉ cần thái tử về triều bình an, với thần ngại gì chút thương tích ngoài da. Tốt, nếu đã như vậy, triển chiều tiếp chỉ. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Huynh nên để đệ đi, huynh nên ở lại chăm sóc đại tẩu. Chuyện của huynh đệ quan trọng hơn tất cả. Tính của đại tẩu đệ qua một thời gian là ổn thôi. Lão gia, ngài xem. Đồ tướng quân, như vậy là ý gì? Rất đơn giản, người giao thái tử ta thả người, nếu không ta hạ lệnh chúng sẽ chết không chỗ chôn thân. Đừng nghe hắn, đại ca, mau về bảo vệ thái tử. Tam đệ, đại ca đừng qua đây, bên dưới bọn đệ đều là thuốc nổ. Lưu đạo chủ, hãy nhìn cho rõ, đồ thiện ta đã nói từ lâu, trước nay không làm chuyện không nắm chắc. Họ đồ kia, thả họ xuống, là ta cứu thái tử, có tội gì ta sẽ gánh. Ngươi dựa vào đâu? Đừng nhiều lời, người ta cần là thái tử. Ngươi, lão ngũ, mặc kệ bọn ta, liều với chúng đi. 20 năm sau lại là trang hảo hán. Hắn nói cũng đúng, con muốn thử không? Ngọc Đường, cất kiếm vào đi. Đại ca, ta kêu đệ cất kiếm vào. Đại ca của hãm không đảo có tầm nhìn. Đồ tướng quân, để Lưu Mỗ suy xét lại yêu cầu của ngươi. Được thôi, trước khi mặt trời lặn xuống núi, quá giờ không đợi. Ngọc Đường, chúng ta đi. Đại ca, đừng nghe hắn, không thể giao thái tử cho hắn. Chỉ cần huynh chăm sóc mẹ đệ để tình nguyện chết. Đại ca, đại ca, không thể giao cho hắn. Huynh nói gì? Huynh muốn giao thái tử cho đồ thiện. Mẫn cô nương, thái tử là của hoàng thượng, chúng ta trả thái tử cho hoàng thượng cũng không có gì sai. Huynh giao thái tử cho đồ thiện, thái tử sẽ mất mạng đi. Không giao thái tử cho đồ thiện, ba huynh đệ của ta cũng mất mạng. Lưu đảo chủ, lẽ nào huynh không biết hoàng thượng nghe lời sàm tấu trúng kế kẻ gian? Này chưa rõ chân tướng, sao huynh có thể tiếp tay kẻ ác giết hại huyết mạch nhà Tống? Lẽ nào huynh không sợ thành tội nhân thiên cổ sao? Lưu đảo chủ, mấy người không còn cách nào nữa sao? Không còn cách nào nữa. Kẻ tới không có ý tốt, có ý tốt đã không tới. Nếu đồ thiện không có kế vẹn toàn, hắn không dám làm càn ở hãm không đảo. Ta không thể lấy tính mạng của ba huynh đệ ra cược. Mẫn cô nương, nếu như hoàng thượng đã không cần thái tử, sao ta phải lấy tính mạng huynh đệ ra bảo vệ thái tử chứ? Cô hãy giao thái tử cho ta. Không, huynh muốn thái tử, trừ khi ta chết. Mẫn cô nương,
Mặt trời lặn rồi, cô định ép ta. Lưu đảo chủ, Lưu đảo chủ, chuyện nên nói ta đã nói rồi. Quỳnh cũng là người hiệp nghĩa, nếu Quỳnh còn lương tâm thì Quỳnh cứ giết ta rồi ôm thái tử đi đi. Đừng mà, Tiểu Bảo. Đại ca, ôm nó. Đại ca, đại ca, ngoan, cha đã đi rồi. Đúng rồi, cha con là vậy đấy. Huynh đệ là quan trọng nhất. Sau này con có như cha con không? Ngoan, ngoan quá. Đừng học như cha con, mẹ sẽ phạt đòn con đấy. Ngoan lắm. Chàng chưa đi à? Ta chưa đi. Có phải vì thiếp nói mấy lời đó? Thực ra thì thiếp đã thông suốt rồi. Đám huynh đệ đó là bảo bối của chàng. Nếu thiếp cản chàng, chắc chắn chàng sẽ hận thiếp. Chàng cứ đi thì hơn. Nào ngoan. Có điều chàng nhớ cẩn thận. Sao không nói gì? Chàng nhìn bên ngoài làm gì? Lão nhị, lão tam, lão tứ, họ đều ở trong tay Đồ Thiện. Họ ở đâu? Đều bị trói ở bến đò. Chỉ cần Đồ Thiện ra lệnh, họ đều bị nổ tan thành tro bụi. Đồ Thiện muốn dùng họ bắt chàng đổi thái tử. Chàng quyết định thế nào? Ta không cách nào đưa ra quyết định. Ta không thể làm tội nhân thiên cổ. Chàng muốn hy sinh huynh đệ. Nàng biết rõ chuyện đó là không thể. Vậy chàng tính làm sao? Chàng đang cầm cái gì trong tay? Tả của thái tử. Lẽ nào chàng muốn bắt con của chúng ta? Đây là cách duy nhất. Không, không. Còn giết thiếp, thiếp cũng không đồng ý. Giao thái tử ra là bất trung, hy sinh huynh đệ là bất nghĩa. Nàng hãy tác thành cho ta đi. Không, nó là cốt nhục thiếp hoài thai sinh ra, là người nói giỏi hương quả họ Lư. Chàng chỉ nghĩ tới trung nghĩa. Chàng có nghĩ tới ba tội bất hiếu không con nặng nhất không? Tú Tú, bỏ nó, chúng ta vẫn còn có thể sinh nữa. Sinh nữa? Chúng ta đã tới tuổi này, chàng bảo đảm được sao? Đó cũng là mạng. Đó là mạng chàng, không phải mạng thiếp. Lưu Phương, chàng thật nhẫn tâm. Không ngờ chàng lại nghĩ tới đem con mình ra nạp mạng. Nó mới chào đời một ngày, mặt trời vẫn còn chưa xuống núi. Tú Tú, không còn nhiều thời gian nữa, nàng hãy giao con cho ta đi. Không, không được. Lưu Phương, phụ quân, thiếp xin chàng, thiếp cầu xin chàng đừng đem con đi nạp mạng. Thiếp xin chàng, thiếp sẽ không để chàng đưa con đi nạp mạng đâu. Tú Tú, hôm nay chàng dám bồng con đi, phụ thề chúng ta sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt. Chàng muốn làm gì? Nếu nàng khăng khăng ép ta, ta đành cắt áo đoạn nghĩa.
Phù thề chúng ta đã đoán tình nghĩa. Từ nay ai đi đường nấy. Đứa bé này là cốt nhục Lư gia, ta có quyền quyết định. Đưa đây. Không, không, đây là con của thiếp. Không được cướp con thiếp. Không được, không được. Nó là con thiếp. Trả con cho thiếp. Trả con cho thiếp. Buông ta ra. Con của thiếp. Đừng. Con của thiếp. Con của thiếp mà. Trả con lại đây. Trả con cho thiếp. Mau trả con cho thiếp. Lưu đạo chủ quả là người sáng suốt. Mẫn cô nương đâu? Nha đầu đó sao có thể để ngươi giao thái tử ra chứ? Đương nhiên Mẫn cô nương không chịu. Nhưng ta đã giam cô ấy rồi. Hèn gì, mau giao đứa bé cho ta. Ngươi thả họ ra đi. Ta sẽ giao người cho ngươi. Không vội, để ta kiểm tra thân phận rồi thả người sau. Nó vốn là thái tử, có gì phải kiểm chứng? Chân thái tử có nốt ruồi son. Nếu có nó chính là thái tử. Ta sao biết ngươi có tùy tiện lấy đại một đứa bé tới gạt ta hay không? Đồ thiện, ngươi đừng kiếm chuyện nữa. Tả lót này thật sự là của hoàng gia, còn chưa đủ chứng minh sao? Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Quấn tả hoàng gia liền là thái tử sao? Ngươi quá xem thường đồ thiện ta rồi. Được, ngươi muốn xem, ta cho ngươi xem. Tại sao nó lại khóc? Trẻ con khóc thì có gì lạ? Để nào hồi nhỏ ngươi không khóc sao? Đồ thiện, rốt cuộc có thả không? Mau, đưa đứa bé cho ta. Lưu Phương, nếu người dám giở trò gì, ba huynh đệ của người vẫn phải chết. Khoan đã, khoan đã. Thánh chỉ tới. Đồ thiện tiếp chỉ. Đồ thiện tiếp chỉ. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Phụng thiên từ dẫn, hoàng đế chiếu giết. Trẫm vì nhất thời thiếu suy xét, nghe lời gian thần, khiến Di Nguyệt thái tử lưu lạc bên ngoài. Nay lệnh triển hộ vệ, mau chóng tìm thái tử nghênh đón về triều. Đại tướng quân Đồ Thiện đã xong nhiệm vụ, nhận lệnh lập tức về cung phục chỉ, không được chậm trễ. Khâm thử. Vạn tuế, vạn vạn tuế. Đồ tướng quân, thánh lệnh đã ban, ông hãy mau chóng rời khỏi đây. Không thành vấn đề. Thái tử trong tay ta hay trong tay người cũng đều như nhau. Rút. Các huynh đệ không sao chứ? Không sao. Đại ca, đại ca, xin lỗi.
Bọn đệ làm huynh mất mặt rồi. Thắng bại là chuyện thường của nhà binh, đâu đáng là gì. Về thôi. Cáo từ. Lưu đạo chủ, xin hãy để thái tử lại cho ta. Đây không phải là thái tử. Nói rõ ràng đã. Đại ca ta nói nó không phải là thái tử thì không phải thái tử. Huynh tưởng nói vậy là có thể ứng phó Triển Mổ sao? Tam Cước Mau, người đối với họ đồ kia giống là cùng một bọn. Hôm nay nếu ta không đánh cho đầu ngươi nở qua, ta theo họ ngươi. Đánh. Dừng tay. Các huynh không nhìn ra sao? Hắn đã bị thương rồi. Hắn bị thương thì liên quan gì chúng ta? Đánh. Dừng tay. Các huynh có biết nếu vừa rồi không có hắn, cháu nhỏ của chúng ta đã chết rồi không? Cháu nhỏ gì? Tối qua đại tẩu vừa hạ sinh, đứa nhỏ đại ca vừa bồng trên tay là con của huynh ấy. Đây nói gì? Đại ca dùng con đổi mạng của chúng ta sao? Không đánh nữa, hôm khác tính sổ với ngươi. Đại tẩu cứu mạng. Các quân đừng ồn nữa. Người đau thật ở đây này. Ngũ đệ, để đưa hắn về làm gì? Đại tẩu, đại trưởng phu ân quán phân minh. Nếu không có hắn thì con trai tẩu đã chết lâu rồi. Triển đại nhân đừng cử động, nếu không vết thương lại nứt ra. Ai đã trị thương giúp ta? Là Lưu đại tẩu. Tẩu ấy nói huynh cứu con tẩu ấy, đây cũng xem như báo đáp. Đứa bé đó không phải là thái tử thật rồi. Không phải. Là con trai của Lưu đảo chủ. Cũng may mà ta tới kịp. Ta nghe nói hoàng thượng đã tra rõ chân tướng, hơn nữa còn hạ thánh chỉ. Đúng, hoàng thượng đã tra rõ rồi. Mọi chuyện đều là âm mưu ly gián của thái giám Ngô Lương. Ngô Lương cũng đã bị xử tử. Mẫn cô nương, cô sao vậy? Ta đang nghĩ tới tỷ tỷ. Tỷ ấy chết quá oan uổng. Đây có lẽ là kiếp số của tỷ ấy. Tất cả là do số mạng đã định. Có điều may mà thái tử có được cô bảo vệ. Nếu không hậu quả thật không dám tưởng tượng. Đây đều là công lao của cô. Triển đại nhân, huynh cũng chịu khổ không ít. Chịu bao nhiêu oan khuất. Ngay cả ta, ta cũng thường xuyên hiểu lầm huynh. Thật xin lỗi huynh. Cô đừng nói vậy. Cô cũng có chỗ khó xử, ta hiểu. May mà chuyện đều qua rồi. Đợi vết thương ta đỡ hơn một chút, chúng ta lập tức khởi hành hộ tống thái tử hồi kinh. Triển đại nhân đừng quá nóng vội, sức khỏe huynh quan trọng hơn. Sao cô đột nhiên thay đổi thái độ với ta vậy? Huynh bị thương vì ta, trong lòng ta thấy áy náy. Muốn cô tin tưởng quả thật rất khó. Huynh đói rồi hả? Ta có nấu cháo thịt, huynh ăn đi cho nóng. Được, không giấu gì cô, ta đang đói thật. Đa tạ. Đừng khóc nữa bé cưng, ta tới ngay. Ta thay cho con nhé. Cô nhìn kìa, thái tả cả buổi, ta tưởng cô... Con trai ta. Con trai ta. Tại sao cô giết con trai ta? Không phải ta, không phải cô. Không phải cô thì là ai? Cô đưa nó vào. Là cô đền mạng cho ta. Ta bắt cô đền mạng. Trả con cho ta. Mau trả con lại cho ta. Trả con lại cho ta. Xảy ra chuyện gì? Đại tẩu, tẩu buông ra. Cô ta giết con ta. Ta phải giết cô ta. Ta phải giết cô ta. Đại tẩu. Tướng quân, sao rồi? Không phụ sứ mệnh. Thành công rồi à? Nó chết rồi sao? Tướng quân, nó trúng mục tiêu.
Sao rồi? Chữa khỏi chưa? Tuy sống lại rồi nhưng vẫn còn hôn mê chưa tỉnh. Tại sao cô ác độc vậy? Tại sao cô giết nó? Tại sao phải giết nó? Đại tẩu bình tĩnh. Không phải cô ấy giết thằng bé đâu. Đại đừng nói giúp cô ta. Không phải cô ta thì là ai? Đại ca, giết người phải có lý do. Lý do của Mẫn cô nương là gì? Phòng cô ấy có kìm có kéo. Tại sao nhất định phải dùng phi tiêu để hành hung? Dùng phi tiêu hành hung, chúng ta mới không nghi ngờ cô ta. Đây là cách thoát tội ai cũng có thể nghĩ ra. Đại tẩu, A Mẫn vốn không biết võ công, ở đâu ra phi tiêu? Âm mưu giết người, tìm đại phi tiêu thì được rồi. Ta không có giết, ta không giết nó thật mà. Quả thật lúc ta tìm tả, có người đã giết nó. Xin mọi người tin ta. Mọi người nhất định phải tin ta. Ta có thể thề với trời. Ta có thể thề. Tại sao chúng ta không nghĩ tới một người? Ai? Triển Chiêu. Hắn có lý do gì giết con ta? Triển Chiêu vốn không muốn giết thằng bé, mà là thái tử. Chỉ vì lúc đó Mẫn cô nương bồng thằng bé trong tay nên mới giết lầm. Đúng, ta nghĩ ra rồi. Triển Chiêu vốn tới giả mượn thánh lệnh, hắn muốn giết chết thái tử. Hắn vốn nhân lúc Mẫn cô nương về kinh để ra tay, nhưng sau khi chúng ta yêu cầu để Ngọc Đường đi cùng, hắn biết trên đường không thể ra tay nên quyết định ra tay ngay lúc này. Đại ca nói không sai, chắc chắn là Triển Chiêu. Hắn với Đồ Thiện là cùng một bọn. Ta không đi đập dẹp hắn, ta không họ Từ. Lão gia, lão gia. Thiếu gia, thiếu gia tỉnh rồi. Mẫn cô nương, Quỳnh chuẩn bị đi sao? Đúng vậy, ta đang định đi báo với cô. Ta đã đỡ nhiều rồi, ta nghĩ nên đi sớm thì hơn. Báo ta biết. Ta thấy Quỳnh định đi một mình thì đúng hơn. Đi một mình? Cô nói vậy là ý gì? Ý gì rõ ràng trong lòng Quỳnh tự rõ. Nếu ta nói với Quỳnh thái tử chưa chết, Quỳnh còn đi không? Thái tử chưa chết. Rốt cuộc cô đang nói gì thế? Ta nói là cái này. Tiêu, cô đưa ta xem tiêu làm gì? Triển Chiêu, Quỳnh đừng diễn tuồng nữa. Quỳnh dùng tiêu này để giết thái tử. Không ngờ Quỳnh lại đã thương con trai của Lư đảo chủ. Quỳnh còn muốn chối cãi sao? Cô nói gì thế? Con trai Lư đảo chủ bị thương à? Triển Chiêu, ta vốn nghĩ Quỳnh là một quân tử. Không ngờ Quỳnh lại là kẻ mặt người giả thú. Ta đã nhìn lầm người thật rồi. Không, không phải ta. Sao ta có thể giết thái tử được? Cô đừng nghĩ quan cho ta có được không? Ta nghĩ quan cho Quỳnh. Hãm không đảo không có người ngoài. Ngũ tử không thể làm. Ngoài Quỳnh thì còn ai? Ta nghĩ ra rồi. Chắc chắn là người đó. Người nào? Người ở trên núi. Trên núi. Triển gia, lão gia nhà tôi mời qua đó. Lư đảo chủ. Triển Chiêu, tại sao lại giết con ta? Lư đảo chủ, lệnh đang đâu? Con ta may mắn chưa chết, nhưng món nợ này ta phải tính rõ với ngươi. Lưu đảo chủ, không phải ta giết Lệnh Lan. Hãm công đảo ngoài ngươi và Mẫn cô nương ra không còn người ngoài. Chuyện này không phải người làm thì là ai? Lưu đảo chủ, hãm công đảo không chỉ có hai người ngoài chúng tôi. Hôm nay ta phát hiện có một kẻ khả nghi trên núi. Ta nghĩ chuyện này liên quan tới hắn. Triển đại nhân, Quỳnh nói lúc ta lên núi bái tế tỷ tỷ sao? Đúng. Lúc đó cô đột nhiên phát hiện ta đi mất. Thật ra ta đuổi theo hắn. Tại sao lúc đó Quỳnh không nói? Ta sợ cô biết sẽ lo lắng, cho nên không nói với cô. Ngoài ta ra, tưởng người ở Hàm Không Đảo âm thầm giám sát bọn ta, nên ta cũng không để ý lắm. Triển Chiêu, vậy người nói xem, rốt cuộc kẻ đáng nghi đó mặt mũi ra sao? Người đó thân thủ nhanh nhẹn, ta không chặn được hắn, cũng không nhìn rõ diện mạo. Im miệng, ai tin lời dối trá của ngươi? Người tưởng Ngũ Thử và Mẫn cô nương đều là đồ ngốc sao? Triển Chiêu, chuyện tới nước này Quỳnh còn không nói thật. Tất cả điều ta nói là thật. Đại ca, không có gì nói nữa. Chúng ta giết hắn trả thù cho tiểu điệt. Khoan đã. Triển mổ thân là mệnh quan triều đình, phụng chỉ nghênh đón thái tử hồi kinh. Nếu các người dám manh động, đừng trách Triển mổ luận tội khi quân. Triển Chiêu, giọng điệu của người giống hệt họ Đồ kia. Tiểu điệt không phải người giết mới lạ đấy. Triển Chiêu, người đốt trang diện ta đã thương con ta, hôm nay ta phải băm dằm ngươi. Lư Phương, thánh lệnh ở đây, người dám khi quân dẹp đi. Thánh lệnh cũng có thể giết đứa bé vô tội sao? Họ Triển kia, ta sẽ đập bẹp ngươi. Dừng tay, Ngọc Đường. Đại ca, là để cứu Triển Chiêu vậy.
Hôm nay xảy ra chuyện này, đệ phải tự giải quyết, mọi người đừng can thiệp. Đệ đệ giết hắn rồi mới tỉnh tội với huynh và đại tẩu. Bạch huynh. Triển chiêu, rút kiếm ra. Bạch huynh, quả thật không phải ta giết con của đảo chủ. Đừng nhiều lời, mau rút kiếm ra. Tại sao người của hãm không đảo không nói lý lẽ, không đuổi theo hung thủ, ở đây lãng phí thời gian? Còn không rút kiếm ra, đừng trách kiếm ta vô tình. Lão ngũ giết cổng quan đi, đúng trả thù cho tiểu điệt. Người xuống đây để ta lên. Không cần, lão ngũ là đủ rồi. Chúng ta đánh ra phía ngoài, ta có chuyện muốn nói. Huynh muốn nói gì? Tuy ta không ưa gì huynh, nhưng ta tin huynh không tới nỗi làm chuyện cấu kết hèn hạ vậy. Tại sao vừa rồi huynh không nói? Vừa rồi mọi người đều đang kích động, ta nói có ích gì? Bây giờ huynh tính sao? Ta quyết phải đưa Mẫn cô nương và thái tử đi. Ta biết, nếu huynh tin ta, cứ giao ta giải quyết chuyện này. Qua bờ bên kia đợi tin của ta là được, đi đi. Ngọc Đường, sao lại để hắn đi? Đại ca, đệ có chuyện muốn nói. Tuy đệ không ưa gì Triển Chiêu, nhưng đệ hiểu rõ hắn. Hắn quyết không phải là hạng tiểu nhân dùng ám khí hại người, nên đệ biết chắc kẻ giết tiểu điệt không phải là Triển Chiêu. Chỉ vì đệ cho rằng không phải hắn thì liền thả hắn đi sao? Đệ không thả hắn, đệ kêu hắn đợi chúng ta ở bờ bên kia. Đợi chúng ta? Đợi chúng ta làm gì? Lẽ nào để muốn chúng ta cùng Triển Chiêu đưa Mẫn cô nương và thái tử về kinh? Tứ ca nói đúng, để đang có ý đó. Đùa hay sao? Triển Chiêu còn chưa giải thích rõ việc đã thương con ta. Chẳng những chúng ta không tìm hắn tính sổ, còn cùng hắn đưa thái tử về kinh. Chẳng phải ngũ thử hãm không đảo là quá vô dụng sao? Đại ca, dù đã thương tiểu điệt là Triển Chiêu hay là người khác, tóm lại thái tử trở về chắc chắn gặp nguy hiểm. Nếu chúng ta không hộ tống hắn, lỡ thái tử bị hại trên đường, ngũ thử chúng ta mới là vô dụng. Đại ca, lão ngũ nói cũng đúng. Ngũ thử chúng ta không phải hữu danh vô thực, không thể để người ta nói chúng ta không bảo vệ nổi phụ nữ và trẻ con. Hơn nữa đó không phải đứa trẻ bình thường, mà là thái tử. Nếu chúng ta cũng phó mặc chuyện này, chúng ta còn tự xưng hiệp nghĩa gì nữa? Chúng ta dứt khoát rút khỏi giang hồ cho rồi. Thôi được, chúng ta quyết định hộ tống hắn. Có điều phải bàn bạc chuyện này cùng với đại tẩu của các đệ đã. Không cần bàn nữa. Con trai chàng bị thương nặng như vậy, rốt cuộc con trai quan trọng hay thái tử quan trọng? Chàng tự liệu mà làm. Chẳng phải con đã ổn rồi sao? Ổn rồi, nó còn lâu mới bình phục. Chàng là cha không cần chăm sóc nó sao? Ta nên chăm sóc nó, nhưng ta lại không biết y thuật. Nàng là mẹ nó mà. Bớt nói nhảm, chàng tưởng làm cha dễ lắm hả? Được rồi, nếu nàng muốn cha nó là kẻ vô dụng, ta ở nhà làm rùa rụt đầu thì được rồi. Quan nhị gia ngàn dặm tiễn đại tẩu gì, Triệu Tử Long cứu A Đẩu gì, đó là chuyện bọn ngu mới làm. Ta nói với họ, ta không đi nữa. Quay lại. Sao hả? Ý thiếp là, nàng nói đi. Nàng muốn ta đổ nước rửa chân cho nàng, hay là kêu ta thay tã cho con? Nói nàng biết, ta cũng biết trải giường gấp chăn, ta cũng biết may giá. Đàn ông sợ nhất là không có chí khí, làm trượng phu vô dụng. Ai không biết? Chàng. Được được, chàng đi đi. Tốt nhất chàng chết bên ngoài đi, mãi mãi đừng trở về. Vậy sao được chứ? Ta đưa thái tử tới kinh xong thì lập tức trở về. Ta đi nhé. Đợi đã. Chuyện gì nữa? Không đem đao theo làm sao mà đi?
Đi đi, ta đi đây. Hãm không đảo. Đã tạ Lưu đạo chủ rút đao tương trợ. Không cần khách sáo, chúng tôi tới là vì thái tử. Triển Chiêu, ta mặc kệ ngươi là quan tứ phẩm hay ngũ phẩm. Nếu trên đường đi ngươi dám giở trò nham hiểm, ta sẽ đập bẹp ngươi. Làm gì vậy? Mũi nhiều thật đấy. Ai kêu huynh mập quá. Mập thì sao? Đâu có ăn cơm nhà đệ. Nói nhảm gì thế? Không thấy phiền à? Lão ngủ. Đại ca sao vậy? Uống lầm thuốc à? Đại ca đang nhớ con. Đương nhiên khó chịu. Có đói không? Muốn ăn chút lương khô không? Không cần, đa tạ huynh. Có năm huynh đệ chúng tôi, cô cứ yên tâm. Kỳ lạ, sao không có động tĩnh gì vậy? Xem ra chúng ta tới vô ích rồi. Có động tĩnh đã bị chúng ta giám sát rồi, sao còn có động tĩnh gì được? Có lẽ là một bọn với đồ thiện. Ta cũng muốn xem thử hắn còn bày trò gì được nữa. Ngũ đệ, bảo vệ Mẫn cô nương. Xin lỗi. Đi. Nói, ai đã sai khiến ngươi? Không cần đuổi nữa. Kẻ tới đã chạy xa rồi. Đại ca, tiêu này giống hệt tiêu đã thương Điệt Nhi. Chúng ta đã nghĩ quan cho Triển Chiêu thật rồi. Triển hộ vệ, Lưu mổ đắc tội rồi. Trời sắp sáng, chúng ta lên đường thôi. Triển đại nhân, Mẫn cô nương có gì sao? Triển đại nhân, có câu này ta luôn muốn nói với huynh, nhưng trên đường không có cơ hội. Chuyện gì? Xin lỗi, ta du quan huynh. Quả ra huynh không phải người giết thái tử. Thì ra là chuyện này. Ta vốn không để bụng. Thật sao? Huynh không trách ta chút nào sao? Sao ta phải trách cô? Đừng nói cô không rõ ai giết thái tử. Cả ta tới giờ cũng không tra ra chút manh mối nào. Trong tình huống như vậy, ai cũng đáng nghi, không phải sao? Quỳnh nói không sai, ai cũng đáng nghi, bao gồm cả những người bạn xung quanh ta. Đây cũng là việc ta đau lòng nhất. Thời gian này thâm tâm ta không chút nào bình yên. Ta cảm thấy trách nhiệm nặng nề. Thật ra ta muốn có bạn, nhưng lại sợ bạn. Ta sợ họ tới hại ta. Ta cũng sợ họ sẽ hại người. Ta cảm thấy sắp suy sụp rồi. Mẫn cô nương, đừng nói nữa. Ta biết chỗ khó của cô. Nhưng ta tổn thương Du Quang Huynh không chỉ một lần. Ta là người ăn cơm nha môn,
chuyện bị vu oan rất nhiều. Nếu như chuyện nào cũng để bụng, vậy chẳng phải không thể sống nổi sao? Bây giờ ta chỉ có một suy nghĩ, chính là mau chóng hộ tống thái tử hồi kinh. Ngoài chuyện này ra, ta không nghĩ gì khác. Nếu huynh đã không nghĩ gì khác, vậy ta yên tâm rồi. Mẫn cô nương, cô có sao không? Không sao. Ta không phiền hai người chứ? Nơi này không tiện ở lâu, chúng ta đi mau. Huynh sợ gì? Chuyện nên tới sẽ tới. Ta cũng muốn xem rốt cuộc chúng là thần thánh phương nào. Huynh có đoán thử bọn chúng là ai không? Ta đoán là đồ thiện. Huynh nghĩ sao? Bảo vệ Mẫn cô nương. Đồ tướng quân, ông muốn làm gì? Triển hộ vệ, không cần căng thẳng. Ta đặc biệt tới đón Mẫn cô nương và thái tử về cung. Sao hắn cũng tới? Đây gọi là mèo khóc chuột, chắc chắn có vấn đề. Mẫn cô nương, cẩn thận đừng mắc bẫy của hắn. Ta biết, ta sẽ không tin. Được rồi, ngũ tử các ngươi có thể về rồi. Có ta với Triển hộ vệ, hộ tống Mẫn cô nương và thái tử là được rồi. Mẫn cô nương, mời. Không, ta không cần ngươi hộ tống. Mẫn cô nương, ta có ý tốt. Cô đừng không biết tốt xấu. Đồ tướng quân, Mẫn cô nương đã nói rất rõ ràng, mời về cho. Im miệng. Bổn tướng quân nói chuyện không có chỗ cho các ngươi xen vào. Chọc giận ta, ta sẽ trị tội các ngươi. Bớt ở đây hù dọa đi. Họ đồ kia, có bản lĩnh cứ ra tay. Nếu ta sợ ngươi thì ta là con của ngươi. Xem các ngươi chán sống rồi. Người đâu? Đồ tướng quân, thánh lệnh ở đây. Mẫn cô nương và thái tử do ta hộ tống về kinh. Ông lui ngay đi. Triển Chiêu, cứ hùa theo đám bại hoại giang hồ này cùng nhau làm càn. Ngươi không sợ ta tố tội ngươi với hoàng thượng sao? Đồ thiện, nếu như ông còn không đi, ta sẽ xử ông theo tội kháng chỉ. Các ngươi coi chừng cho ta, ta sẽ không tha cho các ngươi. Rút. Lần này đồ thiện chịu lùi bước, chắc không cam tâm. Để đề phòng rắc rối, chúng ta mau chóng hồi kinh. Triển hồi vệ, sau khi vào kinh, cậu có lập tức vào kinh không? Đúng, ta đang phụng lệnh hoàng thượng. Ta chỉ mong càng nhanh càng tốt. Không, ta không muốn. Khải bẩm đại nhân, Triển hồi vệ và ngũ thử hộ tống Mẫn cô nương và thái tử về rồi. Bao đại nhân tới. Đại nhân, Triển hộ vệ, chúng thảo dân khấu kiến bao đại nhân. Mời các vị anh hùng đứng lên, tạ ơn bao đại nhân. Mời các vị ngồi, đa tạ. Mẫn cô nương, cô vất vả rồi. Bao đại nhân, Mẫn nhi bồng thái tử không tiện hành lễ, xin thứ tội. Đây chính là thái tử. Đúng, đây chính là hoàng thái tử, bị gian tặc nhiều lần hãm hại không chết. Bao chuẩn kiến giá, thái tử thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Mẫn cô nương, nếu thái tử đã về kinh, không nên chậm trễ. Hãy đưa thái tử vào cung giao cho hoàng thượng. Bao đại nhân, gian tặc chưa trừ không thể lỗ mãn. Mẫn cô nương không cần quá lo, chút nữa bổn phủ kiến giá sẽ tấu rõ với hoàng thượng mọi chuyện các vị đã trải qua. Hoàng thượng nhất định sẽ có phòng bị, không cần lo cho an nguy của thái tử. Bao đại nhân, xin thứ lỗi A Mẫn hỗn xược. Nếu nguy hiểm của thái tử là do hoàng thượng mà ra, vậy có đề phòng chẳng phải vô ích sao? Mẫn cô nương, sao lại nói thế? Bao đại nhân, sao lý gian thần Ngô Lương đã chết, chân tướng đã rõ, không còn truy sát thái tử. Hoàng thượng muốn Triển hộ vệ nghênh đón thái tử về triều, đây là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng tới nay, hành động muốn giết thái tử vẫn chưa kết thúc.
Bao đại nhân, chuyện này khiến người ta liên tưởng tới hoàng thượng vẫn chưa từ bỏ ý định giết chết thái tử. Việc đón thái tử về triều chẳng qua là hoàng thượng văn bẫy, dụ chúng ta tự chui vào lưới. Mẫn cô nương, nói năng nên thận trọng, không được vu khống hoàng thượng. Đây là tội khi quân. Đại nhân, kẻ giết hại thái tử võ công cao cường, nhưng không phải người nổi danh giang hồ. Thuộc hạ cũng nghi ngờ chúng đến từ đại nội. Bao đại nhân, thứ lỗi thảo dân nhiều lời. Lần này Mẫn cô nương gặp nhiều gian nan, đã như chim sợ cành cong. Cô ấy nghi ngờ phỏng đoán như vậy cũng vì thái tử, có thể thông cảm được. Nay sát thủ đến từ đại nội, càng không cần đoán mò kẻ sai khiến là ai. Mong bao đại nhân thà tin là có, chớ nghĩ là không. Nếu không, chẳng phải thái tử lại rơi vào hang cọp sao? Nếu là vậy, bốn phủ sẽ vào cung diện thánh dò hỏi ý tứ. Nếu hoàng thượng có ý khác thực, bốn phủ quyết không ngồi nhìn. Bao đại nhân khoan đã. Mẫn cô nương, cô còn gì muốn nói? Bao đại nhân, có cầu lòng người khó dò. Dù hoàng thượng không có ý đó, A Mẫn cũng không dám mạo muội giao thái tử ra. Trừ khi bao đại nhân, Triển đại nhân cùng năm vị đại hiệp cùng hộ tống thảo dân và thái tử vào cung, hoàng thượng cũng phải ở trước mặt mọi người bảo đảm an toàn cho thái tử, A Mẫn mới có thể yên tâm giao thái tử. Mẫn cô nương, tuy cô lo lắng là tốt, nếu hoàng thượng có ý hại con thật, bổn phủ e là cô làm vậy thì cũng vô ích. Bao đại nhân, A Mẫn không thể tin hoàng thượng, nhưng có thể tin bao đại nhân. Nếu như bao đại nhân chịu làm chứng cho A Mẫn, A Mẫn còn có gì phải lo nữa? Mẫn cô nương, không ngờ một nữ tử yếu đuối như cô lại gan dạ tới vậy. Hèn chi thái tử trải qua nhiều kiếp nạn vẫn không chết. Được, bổn phủ sẽ tấu rõ với hoàng thượng giúp cô là được. Bao đại nhân, chuyện Mẫn cô nương yêu cầu xưa nay chưa từng có. Nếu như hoàng thượng giáng tội xuống, đại nhân biết phải làm sao? Việc Mẫn cô nương yêu cầu nhìn như làm khó người khác, nhưng đây là kế vẹn toàn. Bổn phủ sẽ vào cung tấu rõ. Nếu như hoàng thượng là người anh minh, nhất định sẽ chuẩn tấu. Bao đại nhân, A Mẫn còn một thỉnh cầu thái quá. Mẫn cô nương cứ việc nói. Khi trước hoàng thượng nghe lời sàm tấu, khiến tỷ tỷ Lan Phi nương nương chết oan, bác Hiền Dương đã liều mình can gián, các thống lĩnh bi phẫn tự dẫn, thái tử lưu lạc bên ngoài chịu đủ khổ nạn, tất cả đều là lỗi của hoàng thượng. Này thái tử về triều, A Mẫn muốn hoàng thượng phải có lời giải thích. Nếu không, A Mẫn có chết cũng không giao thái tử. Giờ bốn phủ sẽ vào cung tấu rõ. Nếu hoàng thượng là người anh minh, nhất định sẽ chuẩn tấu. Bao đại nhân là người sáng suốt, thảo dân vô cùng khâm phục. Từ nay chỉ cần bao đại nhân có việc sai khiến, chúng tôi nguyện theo bao đại nhân, tùy ngài sai khiến, chết không hối hận. Đúng, chúng tôi nguyện đi theo bao đại nhân, tùy ngài sai khiến, chết không hối hận. Quý tài các vị nghĩa khí ngút trời, bốn phủ thật lòng khâm phục. Nếu chuyện này quỷ dị vậy, bốn phủ nhất định ra rõ ngọn ngành, xem thử lại đang gây sóng gió mưu đồ bất chính. Bao đại nhân, A Mẫn còn thỉnh cầu thái quá. Mẫn cô nương có việc gì nữa? A Mẫn muốn xin hoàng thượng lập bài vị cho tỷ tỷ Lan Phi nương nương. A Mẫn muốn giao trả thái tử cho hoàng thượng trước linh vị của tỷ tỷ. Mẫn cô nương, hoàng thượng là quân vương một nước, có câu vua muốn thần chết, thần buộc phải chết. Này cô muốn hoàng thượng lập bia mộ đón thái tử, vậy chẳng phải muốn hoàng thượng nhận tội với cô, thừa nhận mình sai sao?
Mẫn cô nương, vậy là đại nghịch bất đạo, mạo phạm thiên quy. Nói vậy là sai rồi. Bao đại nhân, cái gọi là vua muốn thần chết chính là bạo quân. Thần không chết là bất trung, đó là ngu thần. Nếu như hoàng thượng là vua một nước, đúng ra phải dùng nhân nghĩa trị vì thiên hạ, sao có thể bắt người ta chết không minh bạch? Bá tánh chúng ta phải hiểu lý lẽ, tuân thủ pháp luật. Lẽ nào hoàng thượng có thể không màng pháp lý sao? Vậy bao đại nhân nhận bổng lộc vua, tất nhiên phải báo ơn vua. Nếu như ngài thấy khó xử, A Mẫn không dám ép buộc. Nhưng A Mẫn muốn hỏi một câu. Mẫn cô nương, còn muốn hỏi điều gì? Xin hỏi phủ khai phong của bao đại nhân làm việc gì? Tất nhiên là vụ án lớn nhỏ, việc tố tụng của bá tánh ở phủ khai phong. Được, nếu đã như vậy, chúng ta làm đúng phép công. Nếu như A Mẫn là con dân nhà Tống, vậy dân nữ sẽ đi đánh trống kêu quan, kiện cáo hoàng thượng. Đứng lại. Mẫn cô nương, cô kiện cáo thiên tử, lẽ nào không sợ rước quả sát thân sao? Các thống lĩnh có thể chết, bác hiền dương có thể chết, A Mẫn có gì không thể chết? Huống chi dân nữ cùng thái tử lưu lạc bên ngoài, chúng tôi đã không màng tới sống chết từ lâu. Nếu như bao đại nhân dám nhận vụ kiện này, A Mẫn dám kiện. Trừ khi phủ khai phong này của ngài cũng là nha môn bù nhìn, hoàn toàn bao che nhau. Được, nếu cô không sợ chết, bổn phủ có gì phải sợ? Giờ bổn phủ thay cô vào cung diện thánh,